Vâng, hello, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ. Và trong ngày hôm nay thì bên cơ sở em vừa dựng mộc xong một bộ sản phẩm hàng đỉnh cao của đỉnh cao các bác nhá. Và đây là một bộ sản phẩm nghê hoàng đế các bác nhá. Nghê phượng hay là thường gọi là nghê hoàng đế. Thì những cái mẫu này thì bên cơ sở em được bán rất chạy. Cũng như là hàng thì bên cơ sở em một bác khách đã yêu cầu bên cơ sở em phải đục canh bong, cũng như là đục đẳng cấp nhất thị trường và đục khác cái mẫu, hoàn toàn khác cái mẫu ở trên thị trường mà đang có thôi nhá. Đấy, đây là mẫu này thì có cái điều gì đặc biệt thì các bác cùng đi theo chân em vào những chữ đỏ dài đi. Chữ đỏ dài thì bên cơ sở em đang làm trong số kích thước là chiều dài là 2m07, cao thì đang là 1m43 và chiều sâu thì đang là 73 phân, hoàn toàn là kích thước long khung với số đỏ. Cũng như là các bác có thể nhìn giúp em những cái đường, những cái phần trương được không ạ? Những cái phần trương này thì bên cơ sở em đang được đục là siêu canh bong, cũng như là nhìn những cái dáng dấp của những cái chú nghê này, hoàn toàn là rất chia dữ dằn và chờ mang lại sự tài lộc cho gia chủ. Cái dáng nghê này thì khác với hoàn toàn trên thị trường là bên cơ sở em đã được đục tiểu cho trang trí thêm từng những cái đường nét hoặc là những cái quả cầu này, rất chia sắc nét và cũng như đẳng cấp nhất thị trường các bác ạ. Đấy, hàng thì đang được đục là bằng tay 100%, đục tỉa siêu canh bong. Cũng như là ở hai bên này thì bên cơ sở em đang có chú, hai chú nhị long. Đấy, hai chú nhị long gọi là nhị long tranh châu rồi các bạn ạ. Đấy, hay thường gọi là nhị long cuộn thủy đấy các bạn ạ. Rất chi là đẹp. Và cũng như là những cái bảo đỉnh này thì hoàn toàn là để trơn để các bạn có thể nhìn rõ cái chú nghê ở trên đỉnh, rất chi là đẳng cấp. Và những cái chú phượng này, chú phượng thì đang cấp cuốn thư và đang xòe cánh tung đón tài lộc cho gia chủ, thu chiêu tài hút lộc cho gia chủ vào nhá. Đấy, hút những cái vật những hút tiền tài vật chất về cho gia chủ. Gia chủ thì ngày càng làm ăn, ngày càng phát triển lên và tiếp tục cái đẳng cấp nhất ở cái phần em muốn giới thiệu với tất cả các bác là cái vách tựa lưng. Cái vách tựa lưng bên cơ sở em đang được đục là nhị long tranh châu. Đó, nhị long tranh châu thể hiện sự quyền uy cũng như sức mạnh cho gia chủ. Từ những cái chú nhị long này đấy, mang lại những sự tài lộc cũng như là đẳng cấp nhất thị trường. Từ những cái ván vẩy này, đấy, từ những cái vẩy này, từ những vẩy này. Đấy, bên cơ sở em đã được đục tỉa của siêu canh bong, hoàn toàn là những cái phần chi tiết đẳng cấp nhất mà từ những cái râu, cái tóc thì đẳng cấp rồi các bác ạ. Và hai bên thì bên cơ sở em đang, bên này thì đang được đục một chú phụng. Chú phụng thì thể hiện sự dẻo dai và mềm mại uyển chuyển cho gia chủ. Còn ở bên này thì sẽ là một chú long. Chú long này thì đang ẩn mình trong mây, thể hiện sự quyền uy và sức mạnh cho gia chủ. Cái yếm này thì bên cơ sở em đang làm là yếm khá là dày, dày lên đến là 6 phân các bác nhá. Dày lên đến là 6 phân và đã được đục tỉa những cái hạt xoài, rất chia đẳng cấp. Và bộ này em đang được đục là hai mặt. Đang được đục là hai mặt, mặt trước và mặt sau như một, đục lét như mặt trước luôn các bác ạ. Rất chia đẳng cấp. Và cột thì bên cơ sở em đang làm là cột 12. Cột thì đang là cột 12 rồi. Cột không tâm và cột rất chia đẹp. Đấy, cột là cột không tâm và cột rất chia đẹp. Và tiếp theo đó em đảo qua một chiếc bàn lớn. Bàn lớn thì bên cơ sở em đang làm trong tổ kích thước là bàn dài là 1m55, chiều ngang của bàn thì đang là 76, kích thước long khung, kích thước số đổ. Và bàn thì đang được đục là tứ linh long ly quy phụng, bốn con vật linh thiêng nhất của trời đất cũng như là bốn con vật tứ trụ của trời đình. Từ những cái chi tiết đẳng cấp nhất mà em chuẩn bị giới thiệu đây, từ những chú long này, những chú long đến những chú nghê, hoàn toàn là rất chia sắc nét, cũng như là đã được đục tỉa bằng tay, bằng tay của người thợ ở bên cơ sở em đã được đục lên và thổi hồn lên những cái bộ sản phẩm này. Và ở bên ria thì bên cơ sở em có đang được đục là những cái bình hồ lô cũng như là cuốn thư ấy, mang lại những sự may mắn và điềm lành cho gia chủ. Ở bên này thì bên cơ sở em đang được đục là gấm chữ vạn các bác nhá. Đang được đục là gấm chữ vạn, mang lại những cái điềm lành cũng như là vạn sự như ý, tỷ sự như mơ cho gia chủ. Và tiếp theo đó là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn thì bên cơ sở em đang làm cùng một thông số kích thước là chiều cao là 1m43, chiều ngang thì đang là 1m07 và chiều sâu là 73 phân. Đã được đục mỗi cái vách lè, vách tựa lưng này thì bên cơ sở em đang được đục là siêu led. Từ những cái chú hổ phù này, hổ phù thì trong phong thủy thì chiêu tài hút lộc cho gia chủ, chiêu tài hút lộc cho gia chủ, mang lại những cái điểm này. Cũng là như là những cái vách này này, bên cơ sở em đang được đục là những cái chú nghê, thể hiện sự quyền uy cũng như cao quý của gia chủ. Ở bên này, ở bên kia thì ở vách bên đối cái ghế bên này thì sẽ là một chú quy ấy, mang lại sự may mắn cho gia chủ rồi, cũng như là cái sự nghê. Chú quy thì trong phong thủy thì là một con vật sống rất chi là lâu đời, cũng như là thể hiện cho sự tuổi thọ bền lâu, luôn luôn là bền lâu các bác nhá. Đục là canh bong, rất chi là sắc nét từ những cái chi tiết đẳng cấp nhất của thị trường. Và tiếp theo đó là em muốn giới thiệu với tất cả các bác là cái tay.
tay này thì bên cơ sở em đang làm một tay kiểu khác, kiểu mẫu mới các bác nhá, rất chia đẹp và đẳng cấp nhất thị trường rồi. Tay này thì chuẩn ra em đang làm cái dáng tay là hách mặt cành thiên, thể hiện sự quyền uy cũng như sức mạnh cho gia chủ. Khuôn tranh thì bên cơ sở em đang làm là khuôn tranh dày là dày 5 phân, ván mặt là 2 phân rưỡi, khuôn tranh 5 ván 2 phân rưỡi, và cũng như là đã được bo cong này, bo cong uốn dẻo chặt các cái hạt xoài, thể hiện sự sang trọng cho gia chủ rồi các bác ạ. Đấy, thể hiện sự sang trọng cho gia chủ. Cổ chỉ thì đang làm là cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng đục hạt xoài. Đấy, rất chia đẹp. Và ở dưới cái yếm này thì bên cơ sở em đang được đục là nhị long tranh châu, cũng như là nhị long tranh châu mang lại những sự sức mạnh cho gia chủ. Và yếm dày là dày 5 phân các bác nhá, rất chia dày. Và chân thì bên cơ sở em đang được đục là đầu lân và chân móng. Đang được đục ở đầu là đầu kỳ lân, chân là chân đại bản. Những cái mẫu sản phẩm này nếu như các bác nào quan tâm thì hãy có thể liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở phía dưới góc màn hình rồi. Địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty Thầy Gia thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ sở em thì rộng đến 10.000m2, tự hào là cơ sở bán đồ gỗ số 1 Việt Nam. Nên là các bác tin tưởng và có thể sử dụng tất cả mẫu mã bên cơ sở em. Cái video của em sẽ phải được kết thúc tại đây và chúc tất cả các bác một buổi xem video mạnh khỏe, bình an cắm nhờ. Xin chào các bác.